Quang Anh Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Hiện tại Duy Minh đang trước mặt của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý chú chị. Có thể thấy nè, mộ của chú thì cũng có bà con đến lai gai để thắp hương cho chú quý chú chị. Nhưng mình trong thì nhạc nó hơi quá là nhiều đâu quý chú chị. Chú có mấy chú này đang chia sẻ đâu quý chú chị. Cái đó để con quay lại mất nước coi kỷ niệm của cô đó luôn. Vậy là quý lắm rồi. Bây giờ mình về bây giờ mình về sớm. Chị từ đâu đến đó chị? Chợ Lách hả? Đi xuống dưới gì đó hả? Mẹ ruột của chị. Mẹ ruột hả? Dạ. Tại nãy giờ mới đến cho nên là thấy em không biết. Em lại đây chị coi nè. Dạ. Chợ Lách là ở đâu? Em lỡ em có quay đứa nhà không? Dạ có. Có. Hai đứa quay với nhà là tên gì nè? Ý là quay hồi nhà ở dưới nhà là lúc mà chú là hai người quay với nó là kinh không cái đó là em không có quay từ lúc mà chú mắt đưa lên đây tới giờ em không có quay ở dưới. À, vậy là hai người kia. Dạ. À, đúng rồi cái kinh gì đó hai người quay với đó đó. À, nói chung là nhiều kênh lắm chị, cởi ra không hết đâu, nhiều người quay lắm. Nhịp sống này quay ở đây. Nào cùng với em. Hai lên đây không có gì gặp nhịp sống liều rồi trời. Về sống liều nãy chắc cũng gần 12 giờ là chạy ngoài. Trời ơi, nói vô đây cố định gặp sống liêu mà thấy điểm này không có gì cái sống liêu là sao quá trời. Qua nè. Đâu kia sống liêu vô giùm đấy. Ai có sống liêu thì gặp sống liêu các em. Không có số điện cô ơi. Ờ như có luôn của hổng mà. Trên kênh á cô. Trên kênh có cô coi. Thì trên kênh á cô lấy điện thoại cô gọi. Có cái số ở trên kênh á. Có hả? Có. Bữa đó con có gọi lần mà con quên rồi. Chắc là lá anh vô liền. À có mấy cô chú này quý chú anh chị. Mấy cô chú này để Duy Minh đi theo họ thân. Dạ chú Văn Châu. Chú Văn Châu. Dạ. Chưa, ta đang làm cái ấy mà. Đang làm cô. Dạ. Nói chung là đang đợi gia công á. Chở đâu anh? Hậu Giang hả? Miền Tây. Miền Tây. Dạ. Ồ. Ca được bằng Trang Châu, ổng ca là hay nhất. Dạ. Ổng là bắt trước cũng được đó. Vậy là mình nãy mình qua mình thắp hương cho chú hả anh? Dạ. Ủa từ ở dưới Tiền Giang mình lên đây luôn hay sao? Hả? Hậu Giang hả? Hậu Giang là xa lắm á. Từ đây xuống dưới khoảng mấy trăm cây á. Dạ. Ồ. Bao xe đi xe mấy chỗ anh? Đi bao xe lên chỗ người quen ở Mỹ Phước Ba. Dạ. Mỹ Phước Ba xong rồi cái mà ở đêm đêm rồi tới mấy chú này chạy. Dạ, em ở đâu? Qua đây. Dạ. Em Phúng Duyên hả? Dạ con làm đưa tin ở đây á chú. Dạ, ở mộ. Không vắng đi. Dạ. Người ta xa xôi tận cùng đất nước mà họ lên đây. Dạ. Chú ở đây hay sao? Chú người miền Tây. Dạ, chú người miền Tây. Nhưng mà chú đưa mấy chú anh này với mấy cô đến đây thôi ha. Dắt tới đây. Dạ. Cô đây lên đây mấy người cô? Có thể vô mát này cô. Đi ba người. Dạ, bốn người luôn hả? Cô từ bữa giờ coi YouTube nên là cô cũng quý mến chú mà muốn đi lên đây một lần cho biết ha. Dạ. 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 Vũ Linh mau khó. Dạ. Ở cô yêu giọng hát của chú lâu chưa? Trời ơi, giọng còn nó không có. Dạ.
Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Tôi lớn hơn nó, tôi lớn hơn ông có tuổi một à. Dạ. Cũng như là không 65 chú. 65. Thì cô 66 hả cô? Từ là chú tự ở dưới đó lên đây là khoảng bao nhiêu cây anh? Từ dưới quê lên khoảng 300. 300 cây ha. Đi lên thì ngủ ở nhà quen đêm rồi lên thấy. Nhờ là hên là cũng có nhà quen ha. Chứ mới là phải cũng phải mướn nhà trọ, nhà nghỉ rồi mình tốn tiền nữa. Không. Ở dưới anh làm gì với mấy cô đây? Cô này nói chung là cũng buôn bán thôi. Buôn bán không ha? Dạ. Trần trần thủy á. Dạ. Rồi mà sau bữa nay mình nghỉ buôn bán một bữa hay sao cho anh? Trần thủ nghỉ một bữa thì bữa gì đó. Ồ. Thấy quý không bà con? Nghỉ buôn bán một bữa hay bữa để mấy cô đam mê chú giọng hát của chú quá cho nên là phải. Với lại là sống hết mình vì gia đình đó. Dạ. Ừ. Thương học trò lắm. Dạ. Học quyền đồ các cái bao nhiêu là cũng lo cho gia đình hết, bởi vì mình thấy là mình mấy mẹ. Bởi vì tôi một hai tôi kêu mấy chị em tôi bao xe. Dạ. Ở dưới mình bao xe lên bao nhiêu tiền cô? Đâu có nhiêu, tại vì nhà em rẻ, ở dưới chỗ trước. Dạ. Rồi bao xe. Mình còn tính cái đường mình tự dưới lên nữa chứ cô. Tự dưới lên thì xa lắm, là tự miền Tây thôi. Không gian. Mấy chục cây. Mà nó mấy chục cây. Không gian huyện nào lắm cô? Ở huyện Vị Thủy. Vị Thủy huyện Không Gian. Dạ. Giờ là lên đây thấy sao cô? Ngoãn nguyện chưa? Đúng rồi, ngoãn nguyện. Thấy là vui lên chưa? Chứ còn thấy là nhiều cô đi dưới đây là ấm ức lắm á. Dạ. Thấy mộ của anh Năm là nó dạ. Người ta không cho ông hút thuốc, ông bệnh rồi. Mà dạ. Ông hút hoài, ông Duy Linh ông hút riết à. Vô dạ. Bệnh viện ông ngày ông gần chết mình hút luôn. Mà bữa cô dạ. Có thể tin chú mắt là hay hết trơn luôn mà, nhưng mà đâu có đi được. Dạ, anh sẵn cái này đi rồi nó đem cậu đi bắt lên này chú có đưa tin lên. Vậy mà có bà con á, nhiều khi người ta chưa tin chú chết nữa. Hồi sáng nay nè, có một cô ở ngoài á gọi cho con nói hỏi chú Vũ Linh chết hả con. Nói, ủa chết tháng nay mà tháng mấy rồi cô? Bữa nay sáng 2 ngày rồi cô. Nghe nói tháng mấy rồi người nước ngoài cho chú cho anh Vũ Linh 50.000 đô mà anh không nhận. Dạ. Cho 50.000 đô. Dạ. Không nhận tại chú không muốn mang nợ ra hết. Dạ. Bởi vì bà con người ta quý ở là cái giọng hát và cái tài năng diễn xuất, ngoài ra còn có là cái đức tính con người nữa. Việt Nam này làm gì có người thứ hai như Vũ Linh. Dạ. Bây giờ có Vũ Linh học nhưng mà đâu có ca bằng diễn xuất bằng Vũ Linh được. Dạ, đúng rồi. Vũ Linh. Nhưng mà hát cũng giống chú ha. Hát như không bằng. Yeah. Nói về tướng cái ta. Cái không bằng thì mình cái đó là mình biết rồi, nhưng mà có phần là giống ha chú, từ tướng ta với cái cách hát luôn. Hồi đó là em ruột không á, nhưng không dạ yeah. Đúng rồi, nói chung là thầy truyền lợi mà cũng phải giống chứ. Vũ Linh là số một rồi, đảo là một ha cô, đảo là một của cô của chú. Hồi đó giờ cô có thấy ai mà mắc mà một tháng mấy tới bây giờ mà vẫn còn bà con đến giếng không cô? Cô có thấy cái điều này nó đặc biệt hay nó lạ như thế nào không? Dạ. Ví dụ chết nó đông thì khán giả hâm mộ thì cũng có, nhưng mã xảy ra trong vòng khoảng tuần lễ đảo lộn hiểu cô? Thì như là anh Vũ Linh là anh đóng ông vua rồi không vậy đấy ha? Dạ. Giống như là cứ ngày này qua tháng nọ thì bà con vẫn đều mến mộ ừ. Mà tuyệt đối luôn 100% luôn á cô, không có nửa câu mà buồn phiền gì của bà con nó nói hết. Dạ cũng có người nhưng mà một thời gian thôi. Dạ, dạ. Cô đi qua viếng
vòng vòng ở đây quý chú anh chị. Chú cũng đi vào đây. Nó có nè mít này không biết là ai mới đem lên nè quý vị, ai mới đem lên không biết nữa. À, rất là ngon luôn. Trái cây này. Quá trời luôn. Mít này rất là ngon đó, quý chú chị ơi. Mình nhìn là mình thèm luôn á. Giờ là gần 1 giờ. 1 giờ quý chú chị, 1 giờ hơn quá. Mà mình chưa ăn cơm nữa mà nhìn miếng mít cái muốn thèm luôn. Muốn xin chú một miếng lọc quá luôn mà không dám luôn quý chú chị. Không dám xin nha, không dám xin lọc của chú. Chừng nào mà đưa qua đó mình mới dám xin. Chắc hồi mượn chú tiểu thỉnh để cho tàn hương rồi mượn chú tiểu xin miếng lọc của chú ăn một muối thử hết coi cái mùi vị như thế nào mà thấy quá ngon quý chú chị. Đó. Từ Hậu Giang lên đây quý chú chị bỏ buôn bán luôn đó. Rồi lên đến đây để là gặp được cái người mà mình thương yêu, thật là đó là cái điều phải nói luôn rồi. Hết sức là vui khi mà như Duy Minh đóng vào trường hợp đó là mình rất là vui khi gặp được cái người mà mình muốn gặp quý chú chị. Có thì để cho cô chú của anh với hai cô tham quan đi quý chú chị. Ở đây thì có cô này đang chia sẻ về cái tâm sự của là mình. Mua mít chưa? Mai đi, mua chiều đi. Chiều nay mới đi mua mít là hôm đó, để bữa nay đi mua mít gì đó. Đẹp quá, mít hả? Mua cái mít căng vô đây khán giả nghe hồ. Đúng rồi. Mít ở đây nè. Đúng rồi đó. Mua là khác. Vô bên nồi đi nghe mà. Mua đi. Chiều cũng mua hả? Con mua mít con trăm mấy rồi cô. Xài tốt luôn. Duy Minh vlog. Duy Minh đâu, Duy Minh đây phải không? Dạ. Rồi đó, nhìn nãy giờ tôi nhớ lại mà. Rồi biết từ mùa. Biết hết. Vậy là tối ngày là ở đây phải không? Dạ. Đó, nhịp sống, nhịp đầu đó, gặp rồi đó. Ở đây con gái. Nãy giờ con Minh lo hình cho sạch thì con Minh vay hai cô nữa. Dạ. Nãy giờ chứ con chưa biết là hai cô ở đâu luôn. Dạ. Con có biết cái gì đâu kể. Con gì là con Năm mình lên đốt nhang cho cậu Năm chứ có gì đâu. Dạ. Mình thương ổng thì mình ấy mộ ổng thì mình tới đây dạ. Mình đốt nhang. Chị mày thấy cậu Năm hả? Không, chị có thấy dâu. Chị dâu hả? Em dâu nó thấy chứ chị có thấy. Sao cô phải vui vậy? À, nó nói mẹ ơi là con hiểu là con thấy cậu Năm dạ. Chú Linh á là ổng nắm cái giò nó vậy nè. Dạ. Rồi nó mới nói là bây giờ mẹ có đi ra ngoài với chị là đốt mấy con là con Tâm thấy là cậu Năm đốt tế giùm một cây nhang dạ. Vậy nên nãy đốt lấy rồi giấy tên nó đó là nó thấy rõ ràng nha dạ vậy đó bao nhiêu đó thôi chứ không có gì dạ chị đó là ở dưới quê luôn ha dạ quê là dâu của con á dâu của dưới quê luôn dâu dạ. Thứ sáu thấy lâu chưa con nó thấy là cách là ông ngủ là cách có là Tâm có bốn đêm đó là nó thấy dạ khóc sưng mặt sưng mày dưới á khóc dữ lắm khóc hả ừ. Khóc dữ lắm á ba năm mở cô ơi dạ con dặn gì mẹ luôn tại vì nhà có con đang đi học đâu có đi được dạ cô thứ mấy rồi thứ hai này cô thứ hai dạ ở nãy hình như là chị nói cô trẻ quá cho nên là chị trẻ của chị chứ chị trẻ mà cái này gái thứ hai gái thứ hai chị tại vì bệnh tật á không có thấy sợ rồi chị đi ha dạ. Sao kia nước lâu quá chị em dạ cô chị ngồi sát cho nó gần gần lại đó nó song cho nên hình gió đẹp cho nó đẹp lắm bắt tôi lên thành chiều nay vậy bị đòn á cô với chị ngồi đó cho nó được rồi chị thấy tương tự mà đó cô ơi hồi nãy con nghe cô nói là ai đã nhìn đã thấy chú rồi cô hiện dâu thấy chứ cô không có thấy nha thì cô có thấy có khi nào mà cô nghĩ là
tại vì cái chị đó là chị yêu mến chú nhiều quá cho nên là có thể là mà cái chú Linh này á là nó đúng là tôi coi hào quảng là mấy chục năm rồi. Dạ. Mà con dâu tôi là nó mộ của ổng là từ lâu rồi. Dạ. Nhưng mà khi ổng mất rồi là nó khóc dữ lắm, là ổng mất rồi là chỉ có 4 đêm là nó thấy ổng, thì nên con nó còn nhỏ đi học đâu có khi nào mà nó đi ra đây được. Dạ. Thì nên bữa nay tôi ra chiến tâm tôi ra chiến một năm chiến nhà rồi tôi mới giái nói là còn Vũ Lan ơi, bây giờ anh dâu nó thấy vậy thì tôi đốt thế một cây nhang nó đi ra cũng được. Dạ. Mà đêm là nó cũng coi tới 11 giờ khuya thôi. Dạ. Nhưng mà giờ đang giờ ở nhà là nó câu nè. Dạ. Rồi nó coi bà để nó câu rồi nó khóc. Dạ. Chắc cần đang coi cô này ha. À, nó câu rồi đó. Vô câu rồi nó khóc dữ lắm. Dạ. Nhưng mà mình đi thì mình không hứa, nhưng mà một ngày nào thì chắc dâu tôi cũng sẽ đến. Dạ. Mình không có hứa được. Nếu như chị mà xếp xếp được thời gian việc nhà chị sẽ lên chị viếng cùng năm một lần. Biết sao không? Tại vì cháu nó gần khi rồi, không có bỏ được thì bị gì nó chở đi học có lui đó. Dạ. Nên ra nhưng mà tâm mình động thì sớm mượn mình ra viếng cậu cũng được. Dạ. Không có gì. Dạ, có khi nào mà cô thấy là cũng như kiểu như là chị thương yêu chú quá rồi tối tối chị nằm trên bao chị kiểu như cái chỉ khi mà mình thương nhớ một người nào đó thì tối mà mình hay gặp không cô, kiểu như là cái người đó cho cái gặp này, đó này là nó mến ổng dữ lắm thì nó thấy hiện tại luôn, hay là chú cho thấy chú cô. Sẽ cho thấy hiện tại luôn mà chứ đâu phải là mình mộ quá mình mơ màng đâu. Dạ. Ý là con muốn hỏi gì đó luôn, cũng như là thấy hiện tại luôn mà. Vậy là chú là Linh đó. Nhưng mà hồi đó là con em chị là nó ở dưới Cà Mau, ở Bạc Liêu á, là hồi xưa là chú về đó chú tôi, chú hát diễn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em nó mới có mười mấy tuổi, nó còn nhỏ, là nó ái mộ chú tới bây giờ luôn. Dạ. Là có về chú quê có diễn. Mấy tuổi rồi. Dạ. Hồi xưa là chú về dưới đó chú diễn dưới Cà Mau đồ á. Dạ. Bạc Liêu thường á. Nên là ở dưới đó là dân dưới đó là người ta biết chú nhiều mà. Dạ. Người ta ái mộ chú. Hồi sớm này cũng có một vị khán giả cũng ở Chị An Giang, ổng chuyện thấp muốn chết rồi chứ. Là nói là nằm trên chị bao là không phải nằm trên bao mà tự nhiên hồi tối nằm thấy. Chị khiến chị đi ra đây cái chị nhẹ nè. Nằm thấy chú. Chị đang quyết định phải đi. Khi mà chị đã ra tới một năm rồi, cậu chị đốt cho cậu ba cây nhang rồi cậu thấy nó nhẹ. Ừ, đúng rồi, cái tự nhiên cái tâm lòng mình nó sao mình thoải mái rồi đó, cái nguyện vọng của mình đó ok rồi đó. Khi mình chưa tới một lần cảm thấy nó bất bức lắm, nó khó chịu mình phải đi, mình phải quyết định mình phải đi tới đây. Dạ. Tùy vậy trời. Dạ. Phải quyết định rồi phải đi cho được. Có bà con đi đến đây là khóc sướt mướt luôn. Đúng rồi, nãy vô đứng là không nổi luôn trời. Dạ. Mắt nó trào ra mà thì không được. Nó khóc hả? Chứ sao không khóc được, nhìn thấy vậy sao không thấy khóc được em trời, chứ khóc nó chạy ra mà thiệt anh nhậm là không được luôn á trời. Em thấy chị là một người hình như là hơi cứng rắn đó, mà chị nói là chị muốn khóc là em vô hình ổng rồi bắt đầu nước mắt. Dạ. Thì sao lại được. Nó tội quá. Đúng là tôi coi đầu quản của ổng là rất là hay, mà trong khi ổng diễn mà cái giò ổng mấy á nó đúng. Dạ, nói nữa hãy khóc nữa trời, để cho nó quá của cô á là nó yếu con hay không để cho mọi người nhiều. Nhưng mà cô nhìn thấy cái mặt của nó, nhìn vô là nước mắt mà nó muốn trào ra, mình không thể trào lại được trời. Tôi coi cái clip ông bệnh là ông có cái cột này cái này nó là tôi thấy luôn. Dạ. Mà lớn vậy nhưng mà cái đầu của tên này nó hơi đen đó. Tôi thấy luôn mà. Dạ. Vậy là coi cái trong cái máy của tôi mở ra thấy luôn. Ông bị ngay này nè. Cột. Dạ. Lớn vậy nè chú. Là nó nằm bên đây nè. Là tên này là nó hơi đen đen, tôi thấy rõ ràng. Ồ, mà quá quý rồi. Ờ, tôi nhìn thấy rõ ràng luôn mà. Có nước vô chưa? Dạ. Dạ, cô đòi nước hả cô? Ngày qua mấy giờ? Qua cô lên là 2 giờ. Giờ mình đi về chứ 2 giờ tới 5 giờ chiều. Rồi hai cô là thuê nhà nghỉ hai cô ngủ? Không, cô với chị nha. Thuê khách sạn. Ờ, khách sạn cô ngủ. Dạ. Khi cô ra nó có bánh xe nè, cô về tới nhà luôn. Không, con giờ về đó con nghỉ mệt mỏi lắm rồi. Chiều có đi về mới về không, hả? Sáng mời cô 8 giờ con mới lên xe con về. Dạ. Dạ. Thì con về ha. Dạ. Để hai xe ôm đợi lâu rồi nước đâu đâu. Dạ. Cả tiền là nước nha, cái cô đó. Dạ, xe ôm đâu đang đi cô hả? Có đợi kìa. Dạ, chị coi nước vô cái. Chị thấy đem nước vô kìa. Rồi, chị với cô rất là quý luôn á. Con cũng xin nha, cảm ơn cô đã vượt đường xá xa xôi. Đi cho tụi con luôn hả? Ờ, uống bạn đâu mất đi rồi. Bạn gửi tiền. Con để sau hỏi ai kêu nước vậy? Vâng, thì con cũng rất là cảm ơn hai cô. Cô với chị đây đã được vượt được xá xa xôi để đến đây. Đây là viếng thắp những nén hương cho chú với chú chị. Dạ.
Thì trên đường thì về ngày mai thì con xin cô xin chúc cô với chị thật là nhiều sức khỏe ha cô. Rồi, dạ, chị. Dạ. Cô chúc mấy cháu ở đây là cũng sức khỏe nha. Dạ. Đang đường đường nha, sao dạ. Mà được thành công nữa. Dạ. Dạ. Con cũng cảm ơn những cái lời chúc của cô. Thì ví dụ như là anh em con chia có chia sẻ có những cái điều gì mà không phải thì cũng mong rằng các cô chú bác ở trên cộng đồng mạng cũng như cô chú cô với chị ở đây góp ý thẳng thắn vô cho anh em con có thể là cũng thể là điều chỉnh lại ha con. Rất là thương. Dạ. Rất là nói chuyện là sợ. Dạ. Với chú cáo cho chú Năm đó. Dạ. Con cũng rất là cảm ơn cô. Cô cảm ơn cô với chị nha. Cô chị mai về là bình an nha. Dạ. Ở đây dạ. Dạ. Chào cô ha. Anh là quý cô chú anh chị thấy là những cái tình cảm thân thương của là bà con cô bác rất là quý chú hay vượt đường xá mấy trăm cây số thì sớm thì có gia đình của một cái người ba cô với một anh đó cũng là vượt đường xá là ở Hậu Giang lên cũng mấy trăm km quý chị phải nói là phải mình nở phọc phệt thật sự luôn những cái tình cảm của bà con đến lúc này mình không có còn dùng lời lẽ gì mà để tả nổi quý chú chị phải nói là nói bằng lời thì không có để mà nói được mình nói còn kiểu như nó khớp luôn quý chú chị thật là khâm phục luôn thì video đến đây thì Duy Minh chia sẻ cũng đã dài rồi chắc là xin kết thúc tại đây quá nếu mà con thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like một đăng ký ủng hộ kênh và trước khi kết thúc thì Duy Minh cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe và đặc biệt là những quý khán giả ở xa cũng như trong nước ngoài Hà Nội, ngoài miền Bắc, miền Trung cũng như là ở ngoài nước ngoài thật là nhiều sức khỏe các bà con chúc bà con an lành nha bà con dạ, Duy Minh xin chào bà con hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.